Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào chuyên đề ôn tập chương 7. Thì nội dung tiết hôm nay chúng ta sẽ ôn tập hệ thống công thức của chương 7 gồm có 3 mảng chính, đó là phần cấu tạo hạt nhân, phản ứng hạt nhân và phần phóng xạ. Thì trong phần này chúng ta sẽ tóm tắt công thức chính, rồi sau đó chúng ta sẽ giải các bài tập mà tổng hợp chương 7. Chúng ta bắt đầu nha. Trước hết, phần cấu tạo hạt nhân thì chúng ta có công thức thứ nhất, đó là số hạt nhân N bằng M chia A nhân với NA. NA là 6,02 nhân 10 mũ 23. Trong cái công thức này, M là lấy đơn vị là gam, A là nguyên tử khối hoặc là số khối, N là số hạt nhân hoặc là số nguyên tử. Công thức số 2, đó là công thức tính năng lượng nghỉ. Năng lượng nghỉ E bằng M C bình. Lưu ý trong công thức này, nếu M lấy đơn vị là kg thì E sẽ lấy đơn vị là joule. Còn nếu như M mà đơn vị là U thì E ta sẽ lấy cái U đó ta nhân với 931,5, đơn vị sẽ là mega electron volt. Với một U bằng 931,5 MeV chia C bình. Các em lưu ý cái MeV này nó bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 13 joule. Công thức số 3, đó là công thức độ hụt khối. Độ hụt khối của hạt nhân nha. Delta M sẽ lấy tổng khối lượng các nucleon trước khi hình thành hạt nhân, gồm có Z nhân với MP cộng với A trừ đi Z nhân với M của nơi trong, rồi trừ đi khối lượng của cái hạt nhân đó, hoặc ký hiệu là MX cũng được. Khi có độ hụt khối thì nó sẽ có năng lượng tỏa ra, đó là năng lượng liên kết delta E bằng delta M nhân C bình. Nhưng chúng ta hay dùng công thức là delta E bằng delta M đó nhân với 931,5 MeV. Tiếp theo, công thức số 6, đó là năng lượng liên kết riêng. Năng lượng liên kết riêng delta E riêng sẽ được tính là cái năng lượng liên kết delta E đó ta chia cho A, được tính là bằng cái năng lượng liên kết mà tính riêng cho một nucleon. Thì cái năng lượng liên kết này nó sẽ đặc trưng cho cái độ bền vững của cái hạt nhân đó. Delta E riêng mà càng lớn thì hạt nhân đó càng bền vững. Ta sang công thức cuối cùng là công thức tính tổng năng lượng tỏa ra của nhiều hạt nhân. Tổng tỏa là quy tỏa bằng N nhân delta E. Cái công thức tính tổng tỏa này nó lớn lắm, nên là khi các em tính ra đơn vị là mega electron volt rồi thì chúng ta sẽ đổi ra joule. Thông thường thì như vậy. Chúng ta nhắc lại nha, trong phần hạt nhân có các công thức là tính số hạt nhân, ta dùng công thức N bằng M chia A nhân với 6,02 nhân 10 mũ 23. Công thức tính năng lượng nghỉ là E bằng MC bình. 1U bằng 931,5 MeV chia C bình.
Độ hụt khối của hạt nhân là delta M bằng lấy Z là số proton đấy, nhân M của P, M của proton thường là ta lấy 1,0073 đấy. Còn neutron là 1,0087 đấy. Khi một hạt nhân được hình thành thì khối lượng sẽ bị hao hụt đi và khi đó hạt nhân sẽ tỏa ra một năng lượng gọi là năng lượng liên kết hạt nhân, delta E bằng delta M nhân với 931,5 MeV. Muốn biết hạt nhân nào bền vững hơn thì chúng ta sẽ đi tính cái năng lượng liên kết riêng, delta E riêng sẽ bằng delta E chia cho A. Tổng năng lượng tỏa ra của nhiều phản ứng là Q tỏa bằng N nhân delta E. Đây là công thức của phần hạt nhân. Tạm thời chúng ta chưa xét tới các công thức như là công thức tính động năng tương đối tính nha, hoặc là khối lượng tương đối tính chúng ta chưa nói ở đây nha. Ta sang phần số 2, đó là phản ứng hạt nhân. A cộng B thì sinh ra hạt C cộng D. Chúng ta có công thức thứ nhất, đó là các bảo toàn nhé, xin lỗi, có bốn bảo toàn nha các em nha, có bốn bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, đó là bảo toàn số khối. Bảo toàn số khối là lấy A1 cộng A2 bằng A3 cộng A4. Bảo toàn thứ hai là điện tích là Z1 cộng Z2 bằng Z3 cộng Z4. Bảo toàn nữa là bảo toàn năng lượng toàn phần. Năng lượng toàn phần là lấy động năng của các hạt là K1 cộng K2 cộng delta E sẽ bằng K3 cộng K4. Bảo toàn nữa đó là bảo toàn động lượng là P1 cộng P2 bằng P3 cộng P4. Thầy không ghi công thức bảo toàn số khối, bảo toàn điện tích ra, chúng ta lưu ý cái bảo toàn năng lượng toàn phần đấy. Năng lượng toàn phần này là gồm có động năng của các hạt và năng lượng nghỉ của chúng. Nhưng cái năng lượng nghỉ của chúng đấy chúng ta đã làm gọn lại thành delta E đấy, nên là bảo toàn năng lượng nó mới có mỗi cái delta E ở bên một bên trái thôi. Ta sang phần tiếp theo. Tương đương với cái phần ở bên kia thì ta chuyển sang thì lúc này ta cũng có độ hụt khối. Độ hụt khối của phản ứng hạt nhân delta M, ta lấy M trước trừ M sau. Lấy M của A, M của B rồi trừ đi M của C và M của D. Tuy nhiên các em lưu ý cũng có khi độ hụt khối của phản ứng mà tính theo độ hụt khối của từng hạt nhân thì chúng ta sẽ làm ngược lại, tức là chúng ta sẽ lấy delta M của C cộng delta M của D rồi trừ đi delta M của A và delta M của B đó. Các em lưu ý là nếu như có người ta bắt tính độ hụt khối của phản ứng mà theo độ hụt khối của từng hạt nhân một thì ta cứ làm lại ngược lại nha các em nha, chúng ta cứ làm ngược lại. Khi có độ hụt khối thì sẽ có năng lượng của phản ứng, vẫn công thức là delta E bằng delta M nhân C bình, hoặc là lấy delta M nhân 931,5 mega electron. Tuy nhiên khi tính thì delta E có thể là số dương thì đấy là phản ứng tỏa năng lượng. Delta E là số âm thì phản ứng sẽ là thu năng lượng. Delta E có thể âm đối với phản ứng hạt nhân. Với phản ứng tỏa năng lượng như là có ba cái phản ứng quan trọng như là phóng xạ là một này, phân hạch là hai, nhiệt hạch là ba. Các em nhớ ba phản ứng này nha. Còn cái phản ứng thu năng lượng thì thông thường nó sẽ là những phản ứng hạt nhân nhân tạo
thông thường thôi các em, chứ không phải là tất cả, thì nó sẽ ra cái năng lượng của phản ứng nó là số âm. Công thức nữa, công thức tổng tỏa, quy tỏa cũng được tính là lấy số hạt nhân nhân với delta E, nhưng mà ta phải chia cho N, với N này nó là cái hệ số của cái phản ứng. Nghĩa là nếu như phản ứng đấy nó sử dụng hết hai một phản ứng đấy nó sử dụng hết hai cái hạt này thì ta phải chia hai, nếu phản ứng mà sử dụng hết ba cái hạt nhân thì ta phải chia ba. Đấy là công thức tính tổng tỏa nha các em. Rồi ta sang phần tiếp theo là phần phóng xạ. Phóng xạ thì thầy nhắc lại các em, phóng xạ nó là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Sơ đồ đó là một chất A tự nó biến thành một chất B và cộng với C là những tia phóng xạ đấy, tia phóng xạ alpha hay là beta hay là gamma. Phản ứng này nó luôn tỏa năng lượng, nhưng do phóng xạ thì nó bị hao hụt từ từ, nó giảm dần theo quy luật hàm số mũ, và thế nên là năng lượng nó không thể sản sinh nhanh như phản ứng phân hạch nhiệt hạch được. Phân hạch nhiệt hạch chính là bom nguyên tử đấy và bom khinh khí đó. Phóng xạ này nó tuân theo quy luật hàm số mũ, đó là chu kỳ bán rẽ. Các em lưu ý T là chu kỳ bán rẽ, T lớn nha, T lớn là chu kỳ bán rẽ. Rồi lambda là hằng số phóng xạ được tính là bằng log Lp của 2 chia cho T, mà chu kỳ này lấy đơn vị chuẩn nhất là giây thì lambda sẽ là giây mũ trừ 1. Mỗi một chất có một chu kỳ bán rẽ riêng, mà chu kỳ càng ngắn thì hiện tượng phóng xạ xảy ra càng nhanh càng mạnh. Nó ngược lại, hiện tượng phóng xạ xảy ra mạnh hay yếu nó tỷ lệ nghịch với cái chu kỳ này nha các em. Ta có ba cái đại lượng giảm liên tục theo hàm số mũ này, là có ba đại lượng giảm theo hàm số mũ, đó là thứ nhất khối lượng còn lại của chất phóng xạ thì gọi là m, hoặc là gọi là mt cũng được nha em. M sẽ bằng m0 nhân 2 mũ trừ t nhỏ chia t lớn, hoặc là bằng m0 nhân e mũ trừ lambda t. Các em lưu ý trong cái công thức dạng 2 là thì lambda này phải t này là phải đến đơn vị là giây các em nhé. Còn cái công thức dạng 1 này thì t nhỏ với t lớn nó chỉ cần cùng đơn vị với nhau là được. Công thức số 2 là số hạt nhân còn lại n bằng n0 nhân 2 mũ trừ t nhỏ chia t lớn, hoặc là bằng n0 nhân e mũ trừ lambda t. Công thức số 3, h bằng h0 nhân 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn, hoặc là bằng h0 nhân e mũ trừ lambda t, với h là độ phóng xạ. Nó cho biết số hạt bị phân rẽ trong một giây. Ví dụ như h bằng 1.000, nghĩa là trong một giây nó có 10 có 1.000 hạt nhân bị phân rẽ. Tuy nhiên đến cái thời điểm sau đó thì cái số lượng phân rẽ nó lại giảm đi, nó giảm đi. Thế nên là m, n và h ba đại lượng này đều giảm nhé, theo hàm số mũ nha các em. Thế còn delta m là khối lượng bị phân rẽ, hoặc là khối lượng chất phóng xạ biến đổi thành chất khác ấy. Delta m ta sẽ lấy m0 trừ đi m, tức là lấy m trước trừ m sau đó,
thì các em có thể dùng công thức là đặt m không ra ngoài thì bên trong là 1 trừ đi 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn. Delta n là số hạt nhân bị phân rã, cũng giống y hệt như vậy, n0 trừ n và vẫn đặt n0 ra ngoài, 1 trừ đi 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn. Delta n là số hạt nhân bị phân rã, nhưng cái delta n này cũng bằng với số hạt nhân con sinh ra nhé các em nha. Lưu ý cái phần số 2 này các em này. Số hạt nhân bị phân rã là số hạt nhân mẹ bị phân rã đấy, thì đúng bằng số hạt nhân con sinh ra. Độ phóng xạ ban đầu H0 được tính là bằng N0 nhân với lambda. Nếu như chúng ta biến đổi hai cái đại lượng này, nó sẽ được một cái biểu thức tương đối phức tạp như sau này các em này. Riêng cái N0 là các bạn dùng công thức M0 chia A nhân với NA vào. Còn cái lambda thì các bạn dùng công thức lần 2 chia T. Nhớ là T này phải đổi đơn vị là giây. T là phải đổi đơn vị là giây nha các em. Đây là một số cái công thức chính của ba cái phần này ở và ba cái phần của chương 7 này. Ngoài ra nó có những công thức phụ như là công thức tính động năng của các hạt sau sau phản ứng. Ở trong cái bài phóng xạ thì nó sẽ tùy theo vào bài thì thầy sẽ hỗ trợ thêm cái công thức đó cho các em. Thì thầy nhắc lại cái phần phóng xạ này là các em này. Các cái tia phóng xạ alpha, beta, gamma thì bản chất của nó này, alpha chính là hạt nhân heli, còn beta thì có hai loại là beta cộng, beta trừ, nó chính là hạt electron hoặc là hạt positron ấy. Positron là cái hạt e dương ấy. Còn phóng xạ gamma thì nó chỉ là phóng xạ kèm theo thôi và nó không phải là hạt, tia gamma nó không phải là hạt mà nó có bản chất là sóng điện từ nha các em. Chúng ta coi lại một lượt rồi sau đó chúng ta sửa bài tập. Các cái hạt nhân, những cái hạt cơ bản là các em phải thuộc cái cách ký hiệu của nó. Ví dụ như là proton là 11, thì gọi cái chỉ số dưới trước nhé, chỉ số trên sau. Neutron là 01. Alpha chính là 24, heli 24. Thì nhắc em một số cái hạt nhân, một số cái hạt cơ bản và ký hiệu của nó này. Proton 11 và cũng chính là hydro. Deuteri là 12, nó cũng chỉ là hydro thôi. Chiti là 13, nó cũng là hydro mà thôi. Nó là ba loại đồng vị của hydro. Nơi trong là 01, electron là trừ 10 hoặc là beta trừ, electron khác dương 10, đây là beta cộng, còn hạt gamma là 00, tức là nó không có cái gì hết đấy các em. À, chúng ta bắt đầu làm bài tập nha các em. Chúng ta coi một lượt các cái bài này. Chúng ta bắt đầu với bài số 1. Hạt nhân poloni phóng xạ alpha và sau khi phân rã sinh ra hạt nhân con là hạt nhân gì? Bài này rất là dễ cho các em.
Chúng ta viết phương trình là Pololi 84210 sinh ra hạt alpha là 24, hạt là x là hạt nhân gì? Thì các bạn nhẩm chỉ số dưới này, lấy 84 trừ 2 là 82, 210 trừ 4 là 206. Vậy đây chính là, vậy là x sẽ có 82 proton. Còn nơi trong các em sẽ dùng phép trừ, lấy 206 trừ 82 là 124 nơi trong. Đáp án câu C, đây chính là hạt nhân chì đấy, PB đó. Câu số 2, trong phóng xạ alpha thì hạt nhân con lùi hay tiến mấy ô? Các bạn nhìn ngay cái phản ứng này, poloni là mẹ ở ô số 84, còn chì là hạt nhân con là ở ô số 82. Vậy rõ ràng là hạt nhân con đã lùi 2 ô so với hạt nhân mẹ. Chúng ta quy ước trong bảng tuần hoàn là tiến về phía cuối bảng, lùi là lùi về phía đầu bảng tuần hoàn. Hạt nhân mẹ ở ô số 84, hạt nhân con ở ô số 82, nghĩa là nó đã lùi 2 ô so với mẹ. Câu D. Vậy cách nhớ quy luật tiến lùi như sau này, dựa vào cái điện tích của nó. Alpha là mang điện tích dương 2 nên hạt nhân con sẽ lùi 2 ô. Beta dương 1 thì hạt nhân con sẽ lùi 1 ô. Thế còn ngược lại, beta trừ 1 thì nó sẽ tiến 1 ô. Còn gamma là không có gì thì nó sẽ không tiến, không lùi. Nha. Hạt alpha là mang điện tích dương 2 thì các em biết rồi, vậy là nó lùi 2 ô. Beta cộng dương 1 thì lùi 1 ô. Beta trừ âm 1 thì tiến 1 ô. Gamma thì không có dương âm thì nó sẽ không tiến, không lùi. Câu số 3, chọn câu sai. Đáp án là câu A là sai nha em nhé. Cái hiện tượng phóng xạ này là nó xảy ra ở trong hạt nhân, nên nó nói là tia beta không thể phóng ra từ hạt nhân nhé. Câu này là sai. Các cái tia phóng xạ alpha, beta, gamma đều phát ra từ hạt nhân. Mặc dù là hạt trong hạt nhân thì nó không có cái electron đâu, nhưng do một quá trình đó là chuyển giới giữa một proton và một neutron là nó sẽ sinh ra hạt đó. Thầy lấy ví dụ trong phóng xạ này, một proton nó chuyển thành một neutron thì cộng thêm cái gì nhá? Các bạn nhẩm sao cho nó bảo toàn hai bên này. Thì bên này nó sẽ là 1 và 0, vậy đây chính là beta cộng rồi. Vậy là khi một proton chuyển thành một neutron thì nó phát ra một cái hạt electron dương. Ngược lại, khi một neutron chuyển thành proton thì nó sinh ra một electron âm, thì chứng tỏ electron này nó phát ra từ hạt nhân. Câu số 4, tính năng lượng liên kết là các em đi tính delta M đã, rồi đi tính delta E. Các bạn tính delta M nha, bằng ZMP này, ta sẽ lấy Z là 1 nhân với 1,0073 cộng với A trừ Z là 1 nhân với 1,0087, rồi trừ đi khối lượng hạt nhân này là 2,0136 là ra delta M, nhân với 931,5 thì nó sẽ ra delta E là cỡ 2,23. Vậy đáp án là câu D, 2,23. Câu số 5 hơi khó hơn một xíu. Đó là chúng ta đi tìm xem trong cái quá trình phân rã này nó sinh ra mấy hạt alpha và mấy hạt beta trừ nha. Chúng ta viết phương trình là hạt nhân x 92235 sinh ra hạt y
8, 2, 2 là 7, cộng với x lần phóng xạ alpha, alpha là 24, cộng với y, ta gọi x với y đây, là beta trừ, là trừ 1, 0. Vậy ta dùng hai bảo toàn này. Bảo toàn số khối đó là 235 bằng 207 cộng với 4x trừ đi 0y. À, vậy đến đây các bạn tính được x rồi. Các bạn sẽ lấy là 235 trừ đi 207 bằng 28. Vậy là chia 4 là bằng 7. X bằng 7 nghĩa là 7 alpha. Vậy câu D rồi nha các em. Khỏi phải tính y nhé. Còn nếu như các em muốn tính y thì cũng được thôi này. Ta dùng bảo toàn dưới này. 92 bằng 82 cộng với 2x cộng với y nhân trừ 1 là bằng trừ y. Vậy các bạn tính y bằng 4. Câu 6. Tia phóng xạ nào sau đây không bị lệch hướng trong từ trường? Không bị lệch tức là nó không mang điện. Vậy là tia gamma, bởi vì nó không mang điện. Không mang điện. Phải là vật mang điện cơ, mang điện dương hoặc mang điện âm cơ, thì nó mới bị lệch trong điện trường và trong từ trường. Còn tia gamma nó giống y như là ánh sáng vậy. Mà ánh sáng thì nó đâu có bị lệch trong điện trường, đâu có lệch trong từ trường đâu. Câu số 7 này nó quen thuộc rồi nên là các em nhẩm nha. 3 hạt alpha và 1 hạt beta là trừ 1, 0. Vậy là các bạn lấy 88 trừ đi 6 trừ đi âm 1 cộng 1. Vậy là thành 83. 83. Rồi loại thằng này đi, loại thằng này đi. Rồi sau đó các bạn lấy 2, 3, 6 trừ đi 3 x 4 là 12 trừ đi 0. Vậy là đáp số là câu B nhé các em. Tiếp theo câu số 8. Hạt bismuth có Z rồi, có A rồi, là chất phóng xạ. Hỏi là phóng xạ ra gì? Biến đổi thành poloni. Chúng ta viết phương trình này ra. Bismuth 83 210 sinh ra PO 84 210 cộng với hạt x cần tìm nhé. Vậy thì chúng ta dùng hai bảo toàn thì sẽ thấy cái này là âm 1, cái này là 0. Âm 1 là 0 là hạt electron rồi, nó là hạt beta trừ rồi. Câu tiếp theo, câu số 9. Phản ứng nào sau đây không phải là hạt phản ứng nhân tạo? Vậy nó là câu A rồi các em, bởi vì câu A nó là phản ứng này, nó là hiện tượng phóng xạ. Phóng xạ, mà hiện tượng phóng xạ là hiện tượng của tự nhiên, của thiên nhiên. Con người chúng ta không thể kiểm soát được cái hiện tượng phóng xạ này. Ta không thể nào làm cho hiện tượng phóng xạ nhanh hơn hay là kìm hãm nó chậm đi, mà nó cứ đến hẹn lại lên. Mỗi một chất nó có tuổi, đến hết cái tuổi đó là một nửa sẽ ra đi. Cứ đến tuổi của nó, cứ đến chu kỳ của nó thì một nửa, cứ một nửa nó ra đi, một nửa ra đi. Đây là phóng xạ sẽ là tự nhiên. Vậy là các em biết là trừ cái thằng này ra thì ba thằng kia là đều có tác động của con người, là nhân tạo đấy. Câu số 10. 1 alpha này và 1 beta thì nó sẽ biến đổi, nghĩa là cái hạt nhân sau phản ứng đấy, nó có proton với neutron nó giảm mấy đấy cả nhà. Và các em gom cái hạt alpha là 24 cộng với beta trừ 1 và không thì nó sẽ thành một cái hạt x này, nó sẽ là 1 và 4. Và hạt x này thì nó có 1 proton, 3 neutron. Vậy thì
Proton sẽ giảm đi 1, neutron sẽ giảm đi 3. Proton giảm 1, neutron giảm 3, vậy là bạn câu B nhé anh nhé. Chúng ta gom hai cái hạt mà nó phóng xạ ra, đó là alpha và beta trừ, cho cộng hai đứa lại thì nó sẽ thành là dương 2 với âm 1 là 1, 4 với 0 là 4. Vậy là sẽ mất 4 proton và mất, xin lỗi, mất 1 proton và mất 3 neutron. Ta có thể làm theo cách khác, cách nào cũng được em, miễn là sao cho nhanh nhất. Tiếp theo câu số 11. Cái năng lượng liên kết là lại thầy ký hiệu là delta E, còn đây là người ta ký hiệu là ELK. ELK chia delta E đấy là bằng delta M nhân C bình đấy. Vậy ta suy ra delta M sẽ bằng E liên kết chia cho C bình. Ngoài ra delta M thì bằng ZMP cộng với A trừ Z M của nơi trong trừ đi M của hạt nhân. Xem câu hỏi người ta tính gì nhá. Người ta bắt tính M hạt nhân đúng không? Các bạn nhìn cái mối hệ này, các bạn sẽ tính là M của hạt nhân. Các bạn chuyển cái M hạt nhân sang bên trái đây, để cho nó dương. Chuyển cái E liên kết chia C bình sang bên phải đi, nó là âm. Vậy dễ dàng ta có đáp án bài này là ZMP câu B. Tiếp theo câu số 12. Các bạn muốn chúng ta vừa theo dõi vừa chúng ta thực hành thì các em có thể tắt tiếng đi các em sẽ tắt tiếng đi, chúng ta chỉ để cái phần trình chiếu như thế này thôi, rồi các em tự giải song song với thầy giải luôn, thì các em tắt tiếng đi, các em không không nghe được là cái hướng dẫn của thầy nữa, là chúng ta thực hành luôn, vừa học vừa thực hành là tốt nhất nha. Chúng ta phải thực hành được nhiều. Câu số 12. Các tia gamma, X, cathode, ánh sáng đỏ, tia nào không cùng bản chất với tia còn lại? Tia gamma, tia X, ánh sáng đỏ thì các bạn thấy nó đều là sóng điện từ rồi, chỉ có tia cathode là lạ thôi. Vậy đáp án là tia cathode. Bởi vì tia cathode nó là hạt đấy, nó hàn là hạt electron đấy. Nó chỉ là beta trừ đấy. Còn tất cả cái kia là gamma là sóng, X là sóng, ánh sáng đỏ cũng là sóng. Còn cathode là hạt nha. Sóng sóng, hạt sóng. Tiếp theo câu số 13, câu này quen rồi các bạn. Poloni phóng xạ sau phân rã hạt nhân con sinh ra có cái gì? À, cái này người ta không cho phóng xạ alpha, beta, gamma nhá. Thế thì yêu cầu các em phải nhớ đấy. Poloni là phóng xạ alpha đấy. Nên đáp án ở đây là câu C nhá. Chúng ta giải cái này quen rồi. Thì thôi, chúng ta làm nhanh. Câu 14. Proton bắn phá li ti và ta có quy trình proton cộng với li ti sinh ra được hai hạt. Hai hạt này proton 11 này, li ti là 37 này. Mà nó lại cho khối lượng của alpha, vậy là phải sinh ra hạt alpha 24 rồi. Cộng với hạt gì nhé? Cũng là alpha 24 luôn. Ta đoán được phản ứng như vậy. Bây giờ phản ứng này nó tỏa hay thu thì các em đi tính delta M, các bạn lấy M trước trừ đi M sau, rồi sau đó đi tính delta E bằng lấy delta M nhân 931,5. Nhưng M sau là có hai hạt nha các em.
ta lấy m trước là 1,0073 cộng với 7,0144 trừ đi 4,0015, nhưng mà hai lần đấy phải nhân 2 nữa nha các em. Nó sẽ ra là 0,0187, rồi các em nhân với 931,5 là nó sẽ là tỏa đấy, 17,4. 17,4 là dương, tỏa năng lượng 17,4. Cho làm hai bước, bước thứ nhất tính độ khối, bước thứ hai là đi tính năng lượng của phản ứng. Câu số 15. Hạt nhân radi phóng xạ alpha và sinh ra x. Hạt radi này là radi sinh ra hạt x cộng với hạt alpha. Bài này hỏi năng lượng của phản ứng thì ta làm tương tự bài trên nhá, vẫn hai bước nhá. Delta M xong rồi delta E. Máy chạy luôn này. Ta lấy M trước là của radi. Radi là 225,977. 225,977. Các bạn trừ đi hai hạt sau phản ứng là 221, 221,970. Trừ tiếp đi 4,0015. Nó sẽ ra delta M là cái số 5,5 nhân mũ trừ 3 nhân 931,5 sẽ ra năng lượng liên kết là 5,12 nha các em. Đáp án là D, phản ứng để tỏa năng lượng bởi vì delta E dương. Đương nhiên rồi, bởi vì đây là phóng xạ là luôn là tỏa năng lượng, phóng, phân và nhiệt, đấy là ba phản ứng tỏa năng lượng. Câu số 16, phân hạch tỏa năng lượng là delta E bằng 200 MeV. Nếu phân hạch 1 gam urani thì tổng tỏa bằng bao nhiêu? Bài này dùng các tổng tỏa thôi các em. Phân hạch chính là bom nguyên tử đấy. Ta có Q tỏa bằng N nhân delta E. N là bằng M chia A nhân với NA là cái số Avogadro đó, nhân với delta E. Nhưng mà M chia A chính là số mol luôn. M, à lộn, chúng ta không cần tính số mol nhé, thay số này. Thay số các em sẽ lấy là M là 1 gam chia 235 nhân với 6,02 nhân 10 mũ 23. Các em nhân với delta E là 200, nó sẽ ra con số là 5,1234 nhân 10 mũ 23 mega electron volt nhân 10 mũ 23. Vậy là câu B này là không đúng nha em nha, bởi vì đây là 10 mũ 24. Vậy là câu A cũng không đúng luôn. Câu B không đúng, câu C không. Vậy đáp án là câu D nha em. Kết quả khác. Câu số 17. Đây chỉ là phản ứng nhiệt hạch, nên là hai hạt nhân nhỏ nhẹ kết hợp với nhau tạo thành một hạt nhân lớn hơn và tỏa ra năng lượng 17,6. Đây chính là bom nhiệt hạch hoặc là phản ứng ở trên mặt trời và các vì sao nhé. Bài này ta có delta E bằng 17,6 rồi. Mỗi một phản ứng là nó sinh ra một hạt heli. Vậy tính tổng tỏa khi tổng hợp được 1 gam heli, ta có Q tỏa bằng N nhân delta E chia cho N là chia cho hệ số của phản ứng, nhưng mà các em lấy thấy hệ số phản ứng này là bằng 1 nên là ta không chia nữa nha. Bằng M chia A nhân NA nhân delta E. Thay số này, 1 chia cho A là 4. Cái heli này là phải là 2 ở dưới 4 ở trên đấy. Nhân 6,02 nhân 10 mũ 23 nhân 17,6 bằng
Kem lấy 1 chia 4 nhân với 6,02 nhân 10 mũ 23 nhân với 17,6, nó ra là 2,6488 nhân 10 mũ 24 mega electron volt. 2,6 nhân 10 mũ 24, 2,64. À đây rồi, và đáp án B rồi nhé. Các em thấy nó lệch một số nhưng mà đây nó là 10 mũ 23 nhé. Thì ta sửa thành 10 mũ 24 thì thêm dịch một dấu phẩy đi. Ta chuyển sang phần khác mới mẻ hơn, đó là phần phóng xạ này. Sau 2 giờ là T nhỏ bằng 2 đấy, T nhỏ bằng 2. Độ phóng xạ là H đấy, giảm đi 4 lần. Bài này các bạn dễ đoán đó các bạn. Độ phóng xạ hay là khối lượng hay là số hạt nhân giảm đi 4 lần thì nó cũng như nhau thôi. Cứ một chu kỳ giảm 2 lần, hai chu kỳ giảm 4 lần, ba chu kỳ giảm 8 lần. Cứ theo một chu kỳ giảm 2 lần, hai chu kỳ giảm 4 lần, ba chu kỳ giảm 8 lần, bốn chu kỳ giảm 16 lần. Ở đây giảm 4 lần, vậy là hai chu kỳ. Vậy suy ra T lớn bằng 1 giờ. Đáp án là câu C. Ta giải nhanh như vậy. Còn nếu không thì các em cứ dùng công thức là HT sẽ bằng H0 chia 4, giảm 4 lần mà. Rồi các bạn dùng công thức là bằng H0 nhân 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Thì các bạn giải cái phương trình này, bỏ H0 đi, thay T nhỏ bằng 2 thì các em vẫn tính là T lớn bằng 1. Tiếp theo, câu số 19. 92 urani thành thori. Thori là 90 nhá. Vậy là đây là phóng xạ alpha rồi. Quá dễ rồi. Câu số 20. Năng lượng liên kết riêng là các em lưu ý phải làm 3 bước. Phải tính delta M bằng ZMP cộng A chỉ ZM nơ trừ đi MX ấy. Rồi đến tính delta E, rồi mới đi tính delta E riêng bằng delta E trên A nhé. Máy chạy như sau này. Z là 1 nhân với 1,0073 cộng với A trừ Z nhân với 1,0087 trừ đi M và hạt nhân là 2,0136 là ra delta M rồi. Giờ các bạn nhân với 931,5 là ra delta E, nó cỡ là delta E cỡ 2,2. Rồi các em chia cho A. Vậy đa số bài này là câu 1,12 của B. Tiếp theo, câu 21. Cho phản ứng này thì người ta hỏi x là gì nhá. Hạt alpha là các em phải tự ghi 24 vào, vậy thì chúng ta nhẩm được là lấy 2 với 11 là 1. 2 1, vậy đa số là proton. Câu tiếp 22. Câu này thầy cũng đã từng lưu ý cho các em này, hạt này alpha nha. Cho phản ứng này xong là người ta không cho khối lượng mà lại cho độ hụt khối của bốn cái đứa này. Rồi tính năng lượng phản ứng. Ta sẽ có delta M này, sẽ lấy delta M của hạt C, delta M của hạt D cộng lại rồi trừ đi delta M của A và delta M của B. Nó cứ ngược như thế đấy. Delta M của C là nơi trong, các em lưu ý nơi trong nó là cái hạt cơ bản và nó không có độ khối luôn. Các bạn nhìn thấy ở dưới số liệu nó không cho luôn. Nên là nơi trong là bằng 0. Delta M của hạt alpha là 0,0305 trừ đi hai đứa kia là 0,0087, 0,0024
Rồi các bạn tính được delta E dễ thôi. Và các bạn lấy 0,0305 trừ đi mở ngoặc 0,0087 cộng với 0,0024. Rồi các em nhân với 931,5, đáp số là 18. Vậy đáp án câu A nhé các em. Và bây giờ thì cho các em coi những bài còn lại để có thời gian các em tự làm nhé các em nhé. Từ câu số 23 đến câu 28. Từ 28 đến 31. Tiếp theo. Từ câu 32 đến 36. Ba chín, bốn mươi và một số câu trong đề thi đại học cao đẳng. Và là hôm nay chúng ta đã hoàn thành phần đó là ôn tập các công thức của chương 7, cộng với chúng ta đã giải được cũng được một số bài tập ở cái mức độ trung bình khá nha các em. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em. Chúc các em học tốt.